Người dân các tỉnh đầu nguồn sông Mekong ở miền Tây đang đón lũ về sớm hơn mọi năm khoảng hơn một tuần. Mực nước lũ tiếp tục tăng nhanh, nông dân ở An Giang đang phải thức trắng đêm để theo dõi mực nước tràn vào. Hiện nay, mực nước lũ ở miền Tây đang tăng nhanh. Nhiều ô bao, người dân tự đắp để chắn nước vào ruộng. Nước đang ngấp nghé, nông dân phải thức trắng đêm để theo dõi mực nước tràn vào bờ. Nhiều gia đình còn răng màn ngủ ngoài ruộng để canh lũ cứu diện tích đất trồng rau của mình. Nhiều khu vực khác cũng đang vội thu hoạch hoa màu để bán giá rẻ. Thiệt hại do lũ ở miền Tây đang tiếp tục tăng. Mùa lũ năm nay, lũ về nhanh và lên cao bất ngờ. Dự báo sẽ có nhiều diễn biến khó lường.